Hello mọi người, thiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục về Sakiton Splatfox. Thiếu này thì sử dụng nhân vật tiếp theo. Officer Ashley. Epic Chess. Bắt đầu thôi. Sát chúng rồi mà.
Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm thời tại đây. Hẹn tạm biệt mọi người.